Chào anh chị, chào mừng anh chị đã đến với Gạch Xẻ 98. Rất lâu rồi chúng ta lại được gặp nhau trong series giới thiệu các mẫu gạch ốp tường cho nhà ở. Hôm nay Gạch Xẻ 98 xin giới thiệu tới anh chị mẫu gạch ốp tường 30x60 có thiết kế 3 phần: viên thân, viên điểm và viên viền. Và tông màu chủ đạo là tông màu xanh ngọc. Viên thân màu xanh ngọc có vân và viên điểm thì là được in họa tiết những cái cánh hoa lan hình 3D rất là sắc nét và nổi. Viên viền thì có hai cái đầu viền nó thiết kế hơi cổ điển một chút và xen kẽ là những cái họa tiết hoa lan mili rất là đẹp, tạo điểm nhấn rất là sinh động cho phòng tắm, phòng khách hay là phòng ngủ hay là sảnh đi ở giữa các phòng rất là đẹp. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Gạch Xẻ 98. Để không bỏ lỡ những sản phẩm gạch ốp lát mới nhất trên thị trường hiện nay, xin mời nhấn nút đăng ký kênh có biểu tượng hình tròn ở giữa màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.